tại sao nên chọn ERA là sự nghiệp chọn đời cho mình. Rồi thì là cái tư tưởng của mình khi mà vào ERA được 3 năm, nhưng mà gần đây cuộc hoạt động ở ERA thì tầm khoảng 2 năm thôi. Nhưng mà từ cách đây là nửa tháng thôi, mình cũng còn nghĩ trong đầu là mình sẽ là làm ERA là thời gian phù, và mình sẽ ra mình làm cái gì riêng cho mình, công ty hay là mình phát triển gì đó. Nhưng mà mình thấy tại ERA nó có quá nhiều cái hay đi, thì mình định đó là, và dự định sắp tới mình sẽ làm mở rộng và phát triển sự nghiệp tại ERA. Và tại sao là mình nói như vậy? Lý do là tại ERA là mình có một cơ hội gọi là gặp gỡ quá nhiều người giỏi luôn. Họ không phải giỏi từ là trong bất động sản, mà họ giỏi còn trong rất là nhiều ngành nghề. Nhiều người làm mỹ phẩm, nhiều người là về bên gọi là logistics, rồi giống như là chị Thanh là anh văn ngoại ngữ, rồi nhiều thứ mà những công ty bất động sản khác nó không có được giống như ERA. Bởi vì ERA là cơ chế mở, mỗi người tuyển vào là một dưới like của mình, nhưng mà khi hoạt động là đồng lòng chung cùng nhau hết, mỗi người là cùng hoạt động với một cái dưới like, gọi là dưới một cái team là TDI thôi. Nên đó là nó kết nối sự mọi người lại với nhau rất là dễ dàng. Muốn gặp người này người kia thì team này team kia họ cũng không có gọi là gây khó khăn hay là gây khó dễ nữa. Thì đó là một cơ hội. Và khi mà mình mà chịu mở rộng mối quan hệ của mình rồi thì tha hồ mình gặp những người giỏi như vậy. Năng lượng của họ cũng rất là nhiều. Từ đó là mình có thể là có được nhiều cái năng lượng cho mình. Và một cái nữa, đối với ERA là một cái giống như là một cái thời gian nó khá rảnh rỗi luôn đi. Bây giờ ví dụ mình bán bất động sản đi, thì mình bán cho mình thì mình sẽ được 100%, nhưng mà mình sẽ chi phí lại tất cả mọi thứ. Nếu mà là nhân viên, chi phí văn phòng, kế toán, tất cả mọi thứ, thì chi phí của mình bỏ ra nó cũng rơi vào tầm khoảng cũng hết cho là 30% đi. Nhưng mà đối với ERA khi mà đạt cái level là IDD rồi 79%, thì mình vào đây mình bán ra nha là mình được 79% luôn rồi. Còn lại có 21%, nhiều khi á là tính ra là còn lợi hơn so với mình từng bán nữa. Mình đừng cứ nghĩ là một cái sản phẩm mà sản phẩm như nhà lẻ thì mình có thể được ăn 100% cho là cái chi phí thấp nhất. Nhưng mà ở đây là mình đang tập trung vào những sản phẩm gọi là sơ cấp. Những sản phẩm sơ cấp thì tất nhiên là phải chi phí nhiều, rồi qua sàn, rồi tất cả mọi thứ phải có chi phí admin, tất cả mọi thứ. Nhưng mà đối với tại EI thì cái chi phí đó bên công ty họ hoạch định với cái số lượng nhiều và nhân viên nhiều rồi, nên nó khá thấp. Nó chỉ tất nhiên rồi, mỗi người một cái level. Khi mà có là quyết tâm tại ERA thì cái level của họ là 79%, thì công ty giữ lại thì có 21% thôi. Còn ngoài ra nếu mà mình có tham gia tại EI thì mình có thể là làm trong co team thì cộng thêm 82%. Rồi chưa nói là có quỹ co team, hoặc là mình sẽ hỗ trợ cho người khác thì mình được 3% nữa. 2% trên một giao dịch đúng không? 3% trên một giao dịch. Rồi thì tại sao là mình nên làm tại ERA mà không có phải là tự phát triển riêng cho mình? Thứ nhất là mình là một con người gọi là thích đi du lịch, thích khám phá và gọi là thích nhiều chuyện, thì cái môi trường ERA nó rất là phù hợp luôn. Khi mà mình làm xong rồi là mình gần như chỉ biết nhận tiền thôi, còn đó là mọi thứ bên ERA xử lý hết, tất cả mọi thứ có cái đội ngũ xử lý hết. Thì lúc đó thì mình sẽ là có thời gian nhiều hơn nè, mình dành cho gia đình nè, mình cho du lịch nè, rồi mình dành cho mua sắm hay là đi kết nối bạn bè, tất cả mọi thứ, và tha hồ mở rộng mối quan hệ của mình ở dưới. Và một cái đặc điểm nữa rất là hay ở tại ERA là có thể là mình có thu nhập từ được hai cấp dưới nữa. Thứ nhất là trực tiếp của mình và thêm một like dưới của bạn đó nữa, thì gần như là mình cũng giống như mình xây một cái cơ chế gọi là doanh nghiệp tại ERA rồi. Thì thấy ERA là một cái môi trường cũng khá tốt và kiếm tiền rất là dễ. Điều đặc biệt khi mà mình lập một cái công ty quy mô phải lớn, chứ còn quy mô nhỏ thì chắc ăn là không có thể bằng ERA được. Bởi vì tại ERA thì nó quá nhiều dự án luôn, gần như là hiện tại là trải dài từ Sài Gòn đến miền Trung, và dự kiến thì có thể đến miền Bắc nữa. Và không lâu sau nữa, nếu mà ai mà rất là giỏi ngoại ngữ thì có thể là đến Singapore, Malaysia, hoặc là ngay cả những nước Mỹ, thì mình có thể kết nối những cái bất động sản nước ngoài nữa. Thì mình có một cái anh bạn là một hôm là đi chung trong cái chuyến Singapore mà do ERA tổ chức á, thì cũng được công ty cho hỗ trợ đi á. Thì anh nói anh rất là giỏi nha,
khi mà anh đi cái chuyến xe Singapore về rồi và bắt đầu anh đi thêm một cái chuyến về Hàn Quốc nữa, thì bắt đầu là anh kết nối được. Anh mặc dù tiếng Anh của anh không có rất là tốt nha, nhưng mà anh chịu học hỏi và anh đi ra và anh kết nối được với những cái người Hàn Quốc. Và bây giờ là anh bán bất động sản tại Việt Nam cho người Hàn Quốc, chứ không cần nghĩ là bán bất động sản của người nước ngoài nha. Thì ảnh làm bằng cách nào? Thì ảnh có nói với mình á là ảnh sẽ, đợt này ảnh sẽ đi du lịch qua Mỹ và ảnh sẽ mở một cái tài khoản bên Mỹ, và giống như là ảnh tạo một cái thương hiệu bên Mỹ và ảnh kết nối. Và khi mà có những khách hàng mà quan tâm đến bất động sản tại Việt Nam mà họ ở nước ngoài đó, anh sẵn sàng họ bay qua nước họ liền luôn để anh tư vấn. Như đợt vừa rồi thì anh bay qua Campuchia gặp người Hàn Quốc tư vấn bất động sản Việt, rất là hay luôn. Đúng rồi. Thì bây giờ là mình á, tiếp thay của mình á là cái vốn ngoại ngữ của mình khá thấp, nhưng mà mình vẫn muốn học hỏi như ảnh, thì mình phải cố gắng thôi. Nói đến ERA thì nói đến một cái sản phẩm gọi là môi giới bất động sản toàn cầu rồi. Thì khi anh đi bán thì anh chỉ cần PR cái sản phẩm của anh thôi, còn nói đến cái thương hiệu thì khách hàng cũng biết hết rồi, nên rất là dễ bán sản phẩm luôn. Và anh cũng có giao dịch từ đó luôn, và anh nói là anh làm được nhiều việc từ đó luôn. Và không những mà anh qua đó anh kết nối á, là anh, bởi vì á, là anh đã qua nước ngoài rồi thì đi một chuyến ra đáng, và anh không bao giờ anh gặp những cái là cái đối tác bình thường mà những cái level cấp cao á. Qua đó thì anh có thể gặp bộ trưởng hoặc là dưới bộ trưởng của những cái người mà gọi là có nhiều tiền và rất là nhiều tiền luôn đó. Thì một cái cơ hội rất là hay luôn. Mà thứ nhất, làm một công ty như mình, riêng như mình, thì liệu có thời gian để đi nước này đi nước kia hay không, rồi có thời gian để chăm sóc gia đình hay không, rồi có thời gian để đi mở rộng đối tác, rồi là đi gọi là ăn uống và thời gian với và để cho mình thông thả hơn không, rất là khó luôn. Thì mình thấy nó quá đơn giản việc và làm việc nó khá dễ dàng, và nó đặc biệt là đem lại kết quả rất là cao luôn đó. Thì mình không phải là khen gì ERA, nhưng mà mình thấy sau một những năm mà mình làm tại ERA, mình thấy cái môi trường cũng rất là hay. Nó hay ở cái chỗ là mình vừa kiếm tiền được và một cái sự nghiệp của mình phát triển và liên kết được rất là nhiều thứ. Mặc dù mình không biết tiếng Anh, nhưng mà mình vẫn được giao lưu với những người nước ngoài, bởi vì họ thường xuyên tới Việt Nam để gọi là đi cộng tác, hoặc là họ đi công tác nữa đó. Thì có nhiều cơ hội lắm, nhưng mà tại là mình đó là chưa chịu đi ra và cái vốn ngoại ngữ của mình yếu, nên đó là mình chưa có cơ hội thôi đấy. Thì thôi, video tới đây thì cũng kết thúc, và cảm ơn mọi người.